các bạn à, của lớp Y nha thì hôm nay à, trong cái buổi học khoảng à, 2 tiết đồng hồ, hai à, tiết, hai tiết chứ không phải hai tiếng, nha <laughs> thì à, à, sẽ tiếp nối cái chương trình dược lâm sàng mà các bạn à, được à, học ở trong học kỳ này. À. Thì à, trước hết thì cô à, giới thiệu cô là à, cô Thế Anh, à. hiện công tác tại à, bộ môn dược lý dược lâm sàng. À chắc là các bạn cũng từng có học bài của cô phần dược lý đúng không à, nói chung là cái phần của cô thì nó cũng cũng không phải là quá khó đối với các bạn à, phần dược lâm sàng này cũng tương tự như vậy thì trong cái thời gian hai tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nội dung đó là, là liên quan về cái hiện tượng tương kỵ của thuốc mà đặc biệt mình sẽ học về cái tương kỵ của thuốc tim là một trong những tương kỵ À, thường gặp phổ biến và là nó có thể gây ra những cái hậu quả à, ảnh hưởng không tốt đến bệnh nhân Chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu nắm được cái những hiện tượng này trong quá trình điều trị ha để có những cái à, à, cái cách xử lý phù hợp ha, trong cái quá trình điều trị thì à, không biết tất cả các bạn có nghe rõ cái âm thanh cũng như là thấy được cái slide đúng không À, rồi trên cái slide của cô á, thì có cái email à, các bạn email thì các bạn à, mình gửi à, cái email của lớp qua đây cô sẽ gửi lại cái bài học của mình qua cái email à, các bạn ha à, Thì à, có thể là sau buổi học này các bạn gửi qua đi rồi à, có gì cô sẽ gửi lại cái bài PDF cho các bạn ha à. thì à, các bạn là y năm thứ mấy nhỉ Năm tư là mình đã đi lâm sàng rồi đúng không? Đã có từng thực hành lâm sàng ở bệnh viện rồi đúng không? À. Rồi, đã từng nghe về hiện tượng tương kỵ thuốc chưa các bạn? Đã từng nghe về hiện tượng tương kỵ thuốc chưa? Nghe chữ kỵ là thấy hợp hay không hợp? Không hợp à. Rồi, đã từng nghe hiện tượng tương tác thuốc chưa các bạn? Rồi, vậy tương tác thuốc là có lợi hay không có lợi đúng rồi ha tương tác thuốc thì là có thể tương có những tương tác thuốc bất lợi hoặc là có những tương tác thuốc có lợi ha nhưng mà cái tương kỵ của mình á hầu như những cái hậu quả nó gây ra đều là những cái hậu quả bất lợi cho bệnh nhân đấy các bạn ha. À, rồi người ta thấy rằng ha À, cái hiện tượng tượng kỳ này nó sẽ xảy ra à, rất là nhiều ở đặc đặc biệt đó là hiện tượng tương kỳ à, người ta xác định nó là những cái à, phản ứng không mong muốn nha các bạn phản ứng không mong muốn có nghĩa là những phản ứng à, không có lợi trong quá trình điều trị và cái hiện tượng này nó xảy ra giữa cái việc mà mình sử dụng một cái thuốc với cái dung dịch pha À, ví dụ mình à, là kết hợp với nhau, mình truyền chung với nhau, mình trộn chung với nhau, cái kiểu ha, tức là mình sử dụng chung với nhau. À, thì à, cái phản ứng này xảy ra giữa thuốc với dung dịch pha hoặc giữa thuốc với những cái bộ phận chứa cái dung dịch, à, dung dịch tiêm truyền đó hoặc là dung dịch pha đó, hoặc là giữa thuốc với một cái thuốc khác. Các bạn thấy là trong cái à, việc mà tiêm truyền thuốc tiêm á thì à, khi các bạn sử dụng cái cái kiểu tiêm truyền nào thì hay có cái hiện tượng là xảy ra cái hiện tượng đó là hai cái thuốc này nó được truyền chung một lần với nhau. Trong cái tiêm truyền á thường các bạn thấy là có hiện tượng truyền cùng một lúc hai thuốc không? Thì người ta hay sử dụng cái bộ gì? Cái bộ tiêm truyền chữ Y. À đó thì cái bộ tiêm truyền chữ y đó là cái cách mà thường sử dụng chung với hai thuốc với nhau ha đó thì khi mà có cái hiện tượng tương kỵ này xảy ra thì nó sẽ dẫn đến một số cái thay đổi về đặc tính hóa học đặc tính lý hóa và à, cuối cùng dẫn đến là, là thay đổi tính chất dược lý của thuốc à, thay vì nó có lợi bây giờ nó xảy ra cái hiện tượng tương kỵ với các cái dung dịch dung môi rồi với cái dụng cụ, với cái thuốc tiêm truyền chung Thì nó sẽ dẫn đến thay đổi về tính chất dược lý của thuốc à, Thì về định nghĩa, khái niệm thì nhìn chung nó là như vậy Các bạn nắm được không? À, rồi sau đây chúng ta sẽ có một cái ví dụ Các bạn thấy một cái ví dụ à, hình số 1 và hình số 2 à, Thì hình số 1 đó là hiện tượng kết tủa và phân lớp À, khi mà người ta trộn chung hai cái thuốc lại với nhau à, Trộn chung trong một cái lọ tim à, Cái này là hiện tượng xảy ra bên ngoài cơ thể nha các bạn à, Thì ví dụ như là Propofol với là Lidocaine Khi mà trộn chung hai thuốc này với nhau để tiêm cho bệnh nhân Thì có hiện tượng đó là tương kỵ Và hiện tượng đó thể hiện ra đó là sự kết tủa và phân lớp trong dung dịch Pha trộn với nhau Các bạn nắm được không? à như vậy các bạn thấy là lúc đầu dung dịch trong sau khi mà pha trộn với nhau thì nó sẽ trở thành cái dạng như là đục như sữa vậy đó, à, như vậy hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng tương kỳ của thuốc, à, tương kỵ của thuốc thì người ta có thể lý giải như sau, ha à, thì cái cái, cái uh, propanol nó đó, đó là cái uh, được cấu tạo là cái dạng lipid, ha à, được cấu tạo là ở dạng lipid và khi mình sử dụng chung với lidocain thì nó làm tăng cái kích thước của cái cấu trúc lipid đó lên làm mất cái khả năng gọi là mất cái khả năng à, hoạt tính bề mặt của propofol à, cho nên là cái kích thước phân tử lipid của propofol nó nó tụ lại với nhau và nó phát triển to lên à, và khi mà nó đạt cái kích thước quá to thì nó sẽ có hiện tượng kết tủa À, kết tổ và khi mà kết tủa nhiều quá thì sẽ phân lớp đấy các bạn. À, thì đó là một cái à, ví dụ để mình hình dung ha, là một trong những hiện tượng của tương kỳ à. hoặc tương tự cái hình thứ hai hình thứ hai đó là hiện tượng kết tủa giữa cái chất đó là ha à, Khi mà mình à, pha phenytoin trong một cái dung môi Và có cái pH nó không phù hợp Nha các bạn không có một cái pH không phù hợp thì sẽ có cái hiện tượng đó là kết tủa phenytoin là do cái pH của dung môi không phù hợp à. cho nên nó có rất là nhiều hiện tượng tương kỵ xảy ra tùy theo các cái cơ chế ha nhưng mà hầu như cái thể hiện ra của nó đó là kết tủa hoặc là gọi là kết tinh hoặc là phân lớp các kiểu ha đó thì những cái hiện tượng này xảy ra ha sẽ làm thay đổi tính chất dược lý của thuốc và cuối cùng thuốc của mình sẽ làm mất đi cái cái độ an toàn cũng như là hiệu quả của thuốc ha. chính vì cái hậu quả cuối cùng là nó không có nó 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 làm giảm hiệu quả an toàn cho nên là chúng ta cần phải quan trọng trong cái việc đó là pha tiêm với thuốc nó phù hợp ha. còn cái tương tác là gì Tương tác là những hiện tượng mà nó có thể xảy ra bên trong cơ thể của mình, Đấy các bạn. Ha. Còn tương kỵ hầu như là những phản ứng mà xảy ra ở phía bên ngoài trong quá trình pha chế các kiểu. Ha. Nên là có nhiều bạn học tương tác tương kỵ xong rồi mình hay lẫn lộn với nhau. Ha. Như vậy nguyên nhân nguyên nhân của hiện tượng tương kỵ này nó sẽ xuất phát từ đâu? Ha nguyên nhân của hiện tượng tương kỵ này nó sẽ xuất phát từ đâu rồi ha đây là một cái hình mà mình cũng sẽ dễ dàng ha gặp gặp ở trong trong bệnh viện khi mà sử dụng chung các cái thuốc tiêm truyền với nhau thì nó sẽ có bốn cái nguyên nhân nha các bạn bốn nguyên nhân đầu tiên đó là mình sẽ cái nguyên nhân mà hay gặp đó là phối hợp hai cái thuốc tương kỵ với nhau phối hợp hai cái thuốc tương kỵ với nhau à, ví dụ thuốc a với thuốc b kết hợp với nhau giống như phản ứng hóa học xảy ra thì nó sẽ tạo ra tổ à, thì đó gọi là hai cái thuốc đó là nó tương kỵ với nhau à, tức là phản ứng à, hóa học hay là vật lý xảy ra giữa hai cái thuốc đó nó tạo thành một cái hợp chất mới có tính chất kết tổ rồi cái thứ hai đó là dung môi không phù hợp dung môi không phù hợp à, nó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng kết tủa hoặc là hiện tượng tương kỵ hồi nãy mình có cái ví dụ dung môi không phù hợp đúng không các bạn đó là giữa phenintoin khi pha trong dung môi có pH giảm à, thì nó sẽ có hiện tượng đó là gây kết tinh à, đó thì đó là một cái nguyên nhân kế tiếp kế tiếp nữa đó là thuốc và vật liệu chứa thuốc không phù hợp À, thuốc và vật liệu chứa thuốc không phù hợp Vật liệu chứa thuốc đó là cái gì vậy các bạn? Đúng rồi Đó là những cái chai lọ đựng thuốc Hoặc là những cái gì? Những cái gì trên hình nè Đó là bộ dây tiêm truyền ha à, Bộ dây tiêm truyền đó Đó là những cái vật liệu mà thuốc nó sẽ tiếp xúc trực tiếp Như vậy Một số cái vật liệu được à, Sản xuất dưới những cái dạng nhựa hoặc là những cái dạng mà à, không đảm bảo ha những cái những cái nhựa mà kém chất lượng các bạn nó sẽ phóng thích ra các cái gọi là phân tử nhựa các kiểu ha thì những cái cái vật chất từ cái nhựa ở đó nó sẽ tương tác với trực tiếp với thuốc của mình ha à, đó thì đó là cái nguyên nhân thứ ba thuốc và vật liệu à, chứa không phù hợp à, nó cũng sẽ gây ra hiện tượng tương kỳ và cuối cùng đó là hỗn hợp thuốc tương kỵ à, hỗn hợp thuốc tương kỵ cái này thì thường xảy ra trong cái quá trình bào chế sản xuất à, đó là người ta làm các dạng hỗn dịch hoặc hỗn hợp à, kết hợp với nhiều thuốc với nhau các bạn thấy dạng phối hợp ngoài thị trường nhiều hơn à, nhiều đó nhưng mà thường cái này sẽ được gọi là kiểm soát trong quá trình bào chế nhưng mà không phải thì cái hãng sản xuất nào người ta cũng gọi là à, đầy đủ gọi là, là có những cái cái kiểm soát hết sức là chặt chẽ ha cho nên là thường những cái này những cái hãng sản xuất lớn họ sẽ kiểm soát rất là tốt. Đó. Thì như vậy các bạn mình sẽ nhớ ha nguyên nhân mình sẽ có bốn cái nguyên nhân ha các bạn bốn nguyên nhân chính dẫn đến cái hiện tượng tương kỳ xảy ra. Rồi hậu quả của những cái nguyên nhân này là gì? Hậu quả của hiện tượng tương kỵ là gì? Hậu quả là gì? À, thì như hồi nãy cái khái niệm cô nói hậu quả cuối cùng của nó sẽ là làm thay đổi những tác dụng dược lý ha, Làm mất cái tính an toàn của thuốc hoặc là làm giảm cái hiệu quả của thuốc ha và cái hậu quả mà có thể mình có thể nhìn thấy mình có thể đi sâu vào cơ chế đó là nó sẽ thứ nhất khi mà hiện tượng tương kỵ xảy ra thì các bạn sẽ thấy có những cái trường hợp đó là cái tổ đúng không cái tổ phân lớp thì những cái việc này nó sẽ dẫn đến là hình thành ra những cái tinh thể và cái tinh thể này nó sẽ làm tắt cái mạch tắt cái mạch của bệnh nhân đúng không các bạn ha tắt cái mạch của bệnh nhân hoặc là làm tắt cái catheter cái catheter là cái mày trong bộ dụng cụ tiêm truyền của mình ha thì À, hai cái hai cái hậu quả này nó sẽ dẫn đến đó là làm là mất đi cái tính an toàn của thuốc và bệnh nhân mà sử dụng thuốc mà có những cái gọi là 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 tắc mạch hiện tượng tắc mạch hoặc là tắc catheter thì cái hậu quả là gì nữa các bạn nghiêm trọng hơn nữa là gì nghiêm trọng hơn của hiện tượng tắc mạch tắc catheter đúng rồi có nghĩa thứ nhất là nguy hiểm hơn nó sẽ làm ngăn chặn cái sự lưu thông của máu, ha các bạn ngăn chặn cái sự lưu thông của máu, ha đó. Khi mà trong cái mạch máu mình đã hẹp đã nhỏ mà lại còn vướng bận thêm những cái tinh thể này thì chắc chắn sẽ có hiện tượng tắc mạch và làm ảnh hưởng đến cái hiện tượng lưu thông máu của bệnh nhân, ha. Chưa kể là những cái hỗn hợp đó nó có nó kết hợp với nhau nó thành những cái dạng độc tính thì nó lại nguy hiểm hơn nữa, ha. Và như cô mới nói ha, độc tính của thuốc những cái dạng mà thuốc phối hợp với nhau tạo thành cái tương kỵ nó sẽ cuối cùng nó có thể gây ra cái độc tính thành một cái hợp chất mới và cái hợp chất mới nó sẽ gây độc tính cho bệnh nhân yeah. như vậy đó là những cái hậu quả mà à, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà mình có thể thấy được nếu mình không kiểm soát được cái hiện tượng tương kỵ yeah. và nãy giờ cô đã giải thích cái việc mà tương kỵ hậu quả như vậy mình nhớ là trong lâm sàng của mình có cái bây giờ xảy ra hiện tượng đó không các bạn đi lâm sàng có thấy là có bao giờ mà xảy ra hiện tượng đó không hay là nhiều lúc nhỏ quá không thấy à, tiêm truyền thuốc nhiều lúc các bạn các bạn à, mình à, cho bệnh nhân truyền qua chữ y xong rồi lâu lâu có lại kiểm tra à, thuốc này nọ không ừ, coi là cái dây truyền coi là cái dung dịch thuốc hay là à, đi xong rồi một hồi Nửa tiếng sau quay lại có nhiều trường hợp đó là cái hiện tượng tắc mạch xảy ra nhanh quá các bạn, ha. thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng với bệnh nhân, bệnh nhân có thể là, là 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 không kiểm soát kịp đó hay tử vong luôn. Ha. Cho Nên mình lưu ý ha, khi mình tiêm thì mình cũng phải quan sát cái dung dịch tiêm đó khoảng chừng năm mười phút, ha. rồi sau đó rồi mình mới thấy là không có hiện tượng gì thì mình an tâm mình 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 à, có thể đi à, cho bệnh nhân ở đó tự tiêm thuốc thuốc vô một thời gian chứ mình đừng có bỏ bệnh nhân mình đi liền sau khi mình gắn các bộ cái tim truyền xong mà mình không quan sát cái dung dịch ha thì nhiều lúc nó xảy ra mình không để ý và cái hiện tượng này nó nó bằng mắt thường nhiều lúc mình cũng khó quan sát lắm các bạn hai các bạn phải thật sự là quan sát kỹ ha hoặc là mình học lý thuyết thì mình đã biết cái dung dịch này với dung dịch kia là sẽ có hiện tượng xảy ra thì mình phải chú ý ha nhiều cái các bạn sẽ không thấy được đâu những cái cô cho trên hình minh họa là nó gọi là quá là thể hiện rõ rồi đó nhưng mà có những cái thì nó sẽ không có cái hiện tượng kết tủa hoặc là kết tinh, tinh nó diễn ra rất là mờ nhạt đôi lúc mình mình không học mình không biết đâu à, đó. rồi như vậy trong cái phần uh, tương kỵ này ha người ta sẽ phân chia ra làm uh, hai loại là chính ha hai loại chính thứ nhất đó là tương kỵ vật lý tương kỵ vật lý và cái thứ hai đó là những cái tương kỵ hóa học ha à, và còn một cái nữa à, người ta còn gọi là tương kỵ trong điều trị nhưng mà tương kỵ trong điều trị này nó có nghĩa là cái tương tác đó. Ha, tương tác thì cái phần tương tác này là các bạn đã học rồi ha mình không có nhắc lại mình chủ yếu là đi cái phần tương kỵ Ha. cho nên là hầu như về phân loại mình sẽ có tương kỳ vật lý và tương kỳ hóa học, ha. còn tương kỳ trong điều trị là chính là cái tương tác thuốc của mình. Ha. Rồi như vậy mình sẽ bắt đầu đi tìm hiểu từng cái loại tương kỳ. Tương kỵ vật lý là gì, tương kỵ hóa học là gì, sự khác biệt của những cái hiện tượng này ha. Và các bạn phải bài này mặc dù nó không có dài nhưng thực sự những cái mà cô hướng dẫn các bạn là những cái diễn ra thực sự trong cái thực hành lâm sàng của mình nha. Cho nên là các bạn biết là tương kỵ rất là khó quan sát cho nên là mình chủ yếu mình sẽ dựa trên cái phần lý thuyết mình đã học ha các bạn ha mình đã học và mình có thể là à, dựa trên cái kiến thức đó mình sẽ tránh phối hợp những cái thuốc tương kỵ với nhau rồi về tương kỵ vật lý thì người ta định nghĩa tương kỵ vật lý là những phản ứng xảy ra giữa hai hay là nhiều chất hai hay là nhiều chất và cái hiện tượng này nó sẽ dẫn đến những cái kết quả như là làm thay đổi về màu sắc thay đổi về mùi vị và thay đổi về cái hình thái độ nhớ của cái dạng dung dịch đó à, thay đổi về những tính chất đó và trong cái thương kỵ vật lý này thì người ta sẽ có những cái phân loại chi tiết hơn thì những cái hiện tượng như là hấp phụ hấp thu ha hấp phụ hấp thu thì các bạn thường thấy là nó chủ yếu là nó nó, nó nằm trong cái nguyên nhân nào các bạn À nãy mình học á trong cái trong cái bốn nguyên nhân đúng không? mình có bốn cái nguyên nhân thì hiện tượng vật lý này nó thường xuất phát từ cái nguyên nhân nào? Hiện tượng hấp phụ hấp thu hấp phụ là xảy ra ở đâu? hấp phụ thì khi mà mình sử dụng những cái thuốc với các cái dụng cụ đựng thuốc, ha các bạn, ha dụng cụ đựng thuốc thì sẽ có hiện tượng thuốc hấp phụ lên trên những cái 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 bề mặt đó. À, các bạn nhớ là hấp phụ nha. Hấp phụ là cái sự mà 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 à, cái, cái à, hiện tượng thuốc nó sẽ hấp phụ lên trên các cái bề mặt. Thì ở bề mặt ở đây mình chủ yếu đó là mình các cái cái dụng cụ dụng cụ. À, đó. Thì khi mà nó bị hấp phụ bởi cái bộ dụng cụ như vậy, bộ chứa như vậy, thì nó sẽ làm thứ nhất nó sẽ làm giảm cái nồng độ thuốc hoặc là nó xảy sinh ra những cái chất khác có thể gây hiện tượng tương kỳ. À, đó. Thì trong cái nguyên nhân đó thì có thể có hiện tượng vật lý xảy ra. À, rồi thứ hai đó là thay đổi màu sắc, thay đổi màu sắc. À, thứ ba đó là tạo muối, tạo khí và thay đổi pH. À, thì những cái phân loại này người ta phân loại vô đó là cái tương kỵ vật lý, à, tương kỳ vật lý. thì cái hiện tượng mà thay đổi màu sắc nó cũng có thể xảy ra như vậy ha các bạn khi ví dụ mình sử dụng chung với cái dung môi dung môi ví dụ như như cô nói nãy á, sẽ có một số dung môi sẽ gây ra hiện tượng đó là tạo ra cái kết tinh kết tủa nhưng một số dung môi khi mà mình sử dụng chung với cái thuốc tiêm thì nó sẽ làm biến đổi cái màu sắc của cái thuốc đó ha. biến đổi cái màu sắc cho nên cái sự thay đổi màu sắc cũng là một cái dấu hiệu của hiện tượng cương kỵ nha các bạn một dấu hiệu của hùng tường tương kỵ à. rồi đây là một số cái hiện tượng ha hiện tượng tương kỵ có thể xảy ra các bạn thấy ha đây là những cái mà rất rất là rõ luôn rồi ha Đó, nó có thể là tạo ra những cái kết tinh ở trong cái 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 bộ dụng cụ tiêm truyền của mình ha cái này là tương đối rõ ha. nhưng mà thật sự trên thực tế thì những hiện tượng này nó hơi mờ nhạt ha mà nó nó đã hiện tượng thể hiện rõ như vậy thì có nghĩa đó là chắc là cái bệnh nhân đó cũng gọi là cũng không có gọi là cái hậu quả nó cũng rất là nặng nề rồi đó các bạn ha. có thể đây là những cái cái thí nghiệm ở trong cái phòng thử nghiệm người ta thể hiện ha chứ thật sự là nó sẽ mình khó quan sát bằng mắt hoặc là cái hình kế bên đó cái hình kế bên này ha thì có những cái là các bạn sẽ thấy hiện tượng kết tinh hiện tượng tạo khí tạo bọt ha. ví dụ cái này mà tạo ra những cái bọt khí các bạn có dễ quan sát không có dễ quan sát nếu mà có hiện tượng tạo ra khí ở đây không ha. cho nên các bạn cố cố gắng những cái tương kỵ này á đôi lúc là mình phải quan sát rất kỹ và có thời gian ví dụ như mình sử dụng xong mình cũng phải quan sát cái dung dịch mình mới pha trộn chung đó, hoặc là mới à, sử dụng tiêm truyền cho bệnh nhân là mình sẽ quan sát coi có bọt khí hay không hoặc là có cái hiện tượng kết tủa lúc đầu hay không à, thì thường cái này một số anh chị điều dưỡng à, anh chị điều dưỡng thì người ta sẽ quan, quan sát ngay lúc đầu bác sĩ thì thường người ta sẽ làm sao cho đơn đúng không sau đó cái việc mà pha tiêm truyền thì có thể là các anh chị bác sĩ uh, dược uh, điều dưỡng người ta sẽ làm trực tiếp cho nên uh, mà điều dưỡng thì uh, về cái phần dược lâm sàng họ cũng chưa được học nhiều nha. cho nên cái quan trọng của các bạn đó là các bạn có thể hướng dẫn lại những cái kiến thức này cho những người trực tiếp làm công việc này nha. lúc cô thấy là trong bệnh viện uh, bác sĩ sẽ không trực tiếp làm cái việc pha tim này đâu mà là các chị điều dưỡng đó. anh chị điều dưỡng đó. nhưng mà anh chị điều dưỡng thì mình lại thiếu cái kiến thức này cho nên là các bạn cố gắng mình có thể hướng dẫn hướng dẫn hướng dẫn để cho họ có những cái cái quan sát hoặc là biết cách nhận biết ra cái tương kỵ cho nên mình cần phải học là như vậy đó các bạn rồi đây là một cái hiện tượng tương kỳ vật lý khác ha hiện tượng tương kỳ vật lý khác đó đây là hiện tượng tương kỳ vật lý của thuốc nào vậy các bạn thuốc nào đúng rồi midazolam ha nguyên nhân vì đâu vậy các bạn nguyên nhân vì đâu nguyên nhân gì đâu vì sự không phù hợp của pH ha, sự không phù hợp của pH. Cho nên đây cũng là một cái tương kỵ vật lý ha, tương kỵ vật lý ha. Rồi, tiếp theo nữa ha. À. Đây là một cái tương kỵ vật lý fiscal ha income bar ha income bar of này, ha cái này là tương kỵ của diazepam ha diazepam thì trong cái tương kỵ này nó có cái nguyên nhân có là không tan trong cái dung dịch nước nha các bạn ha cho nên thường cái dung dịch pha tim nó có thể là một cái dung dịch gluco hay là dung dịch natri chloride hay gì đó ha nó sẽ sẽ là nó tương hợp hơn đó còn ở đây người ta thấy rằng là cái diazepam nó không tan trong nước ha. cho nên khi mình sử dụng nước để làm dung môi pha tim á thì nó lại là không phù hợp ha. nó bị tạo thành những cái nhũ tương đó nhũ tương đó mỗi một cái thuốc tiêm như vậy nó sẽ có một cái dung môi phù hợp đi chung nha các bạn, à, chứ không phải là nước cất lúc nào nó cũng phù hợp với tất cả các thuốc nha các bạn. À, và trong cái dung môi đi kèm nó thường nó sẽ nằm trong cái hộp thuốc luôn. À, các bạn có từng từng à, sử dụng cái thuốc tiêm chưa? Thấy sử dụng thuốc tiêm chưa? À, năm thứ tư rồi, năm thứ tư rồi là chắc đi lâm sàng cũng nhiều rồi đúng không? Nha, yeah. cho nên là thường trong cái hộp thuốc nó sẽ có cái dung môi đi kèm luôn các bạn. Ha, dung môi đi kèm luôn. đó Nhà sản xuất người ta, người ta uh, rất là cẩn thận, người ta để luôn cái phần dung môi đi kèm. Ha. Còn không thì trong cái tờ hướng dẫn ghi rất kỹ là mình phải pha với cái dung môi nào. Ha, đó. Thì các bạn có thể đọc trên cái tờ hướng dẫn để lựa chọn cái dung môi phù hợp nhất cho từng cái dạng thuốc tim Nè. Yeah. Rồi. Như vậy các bạn thấy rằng những cái hiện tượng vật lý thì nó xảy ra chủ yếu là những cái hiện tượng như là thay đổi dung môi đúng không? Thay đổi dung môi hoặc là sự hấp phụ, hấp thu, hoặc là những hiện tượng tạo khí, ha tạo muối, nhưng mà chủ yếu nó là do những cái cái mà cái tác động vật lý ha, vật lý. Các bạn hiểu vật lý không? Vật lý đó là những cái mà không phải là phản ứng hóa học xảy ra ha những không phải là phản ứng sẽ hóa học xảy ra những phản ứng hóa học xảy ra thì nó sẽ nằm trong cái phần tương kỵ hóa học của mình ha còn hầu như đây là những cái cái mà gọi là hiện tượng vật lý ha, hấp phụ nè đó rồi là thay đổi dung môi các kiểu ha. rồi về cái cách phòng chống à, cái phòng tránh thì à, để tránh cho cái hiện tượng này xảy ra thì à, mình à, sẽ có ba à, cách chung cái này là hướng dẫn chung Ha. thứ nhất là không dùng thuốc đã có hiện tượng kết tủa, không dùng thuốc đã có hiện tượng kết tủa. cho nên mà khi pha chung với dung môi mà không phù hợp thì có hiện tượng kết tủa là mình phải bỏ luôn cái chai đó nha các bạn. ha hoặc là mình à, mình đã học tương kỵ mình biết cái thuốc nào với thuốc nào pha với nhau á nó có hiện tượng này thì mình sẽ tránh pha chung với nhau. Ha. cái thứ hai đó là tránh à, trộn các thuốc đã được pha trong những dung môi đặc biệt và với các thuốc khác, à, giống như cô nói nãy á, tức là ví dụ mình sử dụng uh, diazepam mà mình pha trong nước, ha, hoặc là uh, có những trường hợp một số thuốc thì pha trong gluco một số thuốc thì pha trong natri ha đó là những dung môi uh, đặc biệt. Ha. Cho nên là nếu mình không rõ về cái tính chất pha trong dung môi nào thì mình đừng có nên mà À, gọi là tự sáng chế rồi nha các bạn ha, giờ không có không có uh, natri chloride thôi mình sử dụng đỡ nước vân ha mình không có sáng chế ra ha tất cả đều phải theo chỉ định à, và cái hướng dẫn trên cái tờ uh, hướng dẫn sử dụng ha, của nhà sản xuất rồi và cái cách tốt nhất kế tiếp đó là khi mà tiêm truyền nhiều cái thuốc nhiều cái thuốc tim tĩnh mạch như vậy thì chúng ta nên chuẩn bị riêng mỗi thuốc trong một cái bơm tim Nha, trong một cái bơm tim. Nói chung đó là lý tưởng, lý tưởng ha, lý tưởng. Nhưng mà đôi lúc thì ở ở các khoa điều trị người ta có dụng cụ gì thì mình xài cái đó, đúng không? Ha, ở bệnh viện mình có cái, cái dụng cụ tim truyền nào mình xài cái đó. Nhiều lúc ví dụ mình mình uh, chỗ mình không có thì lúc cũng phải sử dụng cái dạng mà à, gọi là những cái bộ dịch tiêm truyền chung nhiều nhiều thuốc cùng một lúc ha. Đó. Nhưng mà tốt nhất thì nên chuẩn bị riêng mỗi thuốc một cái bơm tiêm hoặc là một cái dây truyền riêng ha. Thường mấy cái đó là bệnh nhân trả tiền hay là của bệnh viện chi tiền luôn các bạn. Ví dụ như những cái à, bơm gọi là dịch à, những cái bộ dụng cụ mà sử dụng cho bệnh nhân á. trong cái 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 tiền của bệnh nhân luôn đúng không? Ừ, đó ha thì nhiều lúc cái đó nó cũng là một cái kinh tế các bạn ha mình sử dụng mình sử dụng thì đôi lúc mình cũng có cân nhắc lại ích với bệnh nhân kinh tế bệnh nhân ha. những cái bộ bộ dịch tiêm truyền cái bộ dụng cụ tiêm truyền này thật ra là nhiều của nhiều hãng Xịn á thì nó cũng mắc lắm nha các bạn ha những cái dụng cụ mà chứa thuốc này nè đó Rồi ha, thì đó là một số cái nội dung liên quan về cái tương kỵ vật lý ha, tương kỵ vật lý. À, mình qua nội dung kế tiếp đó là tương kỵ hóa học ha. tương kỵ hóa học. Thì tương kỵ hóa học là gì? Mình nghe hai từ hóa học là mình nghe hình dung đến đó là những phản ứng hóa học xảy ra Đấy, các bạn. Như vậy xuất hiện những phản ứng hóa học và những cái phản ứng hóa học này À, sẽ tạo ra những cái hiện tượng như là làm thay đổi cái, cái cấu trúc của phân tử thuốc đó và có thể nó làm cho cái thuốc bị mất tác dụng hoặc là bị phân hủy hoặc là bị tạo ra một cái chất khác gây độc tính hơn Nghe các bạn tức là làm thay đổi về tính chất của thuốc thì về phân loại mình trong cái tương kỵ hóa học thì mình sẽ có những cái phản ứng gọi là thủy phân nè, phản ứng oxy hóa phản ứng khử và phản ứng quang phân và những cái hiện tượng quan phân đó thì những cái này nó sẽ được liệt kê là trong cái tương kỳ hóa học nha các bạn tương kỳ hóa học tuy nhiên về cái hiện tượng và biểu hiện ra bên ngoài của nó nó cũng sẽ có những cái hiện tượng như là dẫn đến đó là làm tạo ra các cái kết tổ ha, hoặc là tạo ra các cái khí CO2 hay là những cái cái bọt khí ha, hoặc là làm thay đổi màu sắc của dung dịch Tức là về cái hiện tượng biểu hiện ra của nó cũng tương tự như tương kỳ vật lý nhưng về cơ chế của nó đó chính là những phản ứng hóa học xảy ra hiểu được không các bạn ha đó là những cái phản ứng hóa học xảy ra đó. rồi đây là một cái hình vẽ, ôi xin lỗi một cái hình minh họa. Nha. Nếu như mình không có học cái bài tương kỵ hoặc mình không có những cái kiến thức về các thuốc tương kỵ với nhau, ha, hoặc là thuốc tương kỵ à, hiểu về tương kỵ như thế nào, thì trên thực tế nếu quan sát một cái hình gì, các bạn có biết được đây là tương kỵ loại nào hay không? Nó có giống những cái hình nãy giờ cô cô trình bày cho các bạn không? cũng giống đúng không? Cũng là kết tổ, cũng là tạo khí ha. Đó, cho nên thường những cái này là mình phải đọc đọc sách hoặc là mình phải tìm hiểu nghiên cứu mình mới biết được cái cơ chế của của cái hiện tượng này ha, các bạn. Chứ mình không phải dễ gì nhìn vô một cái mà nó nó có cái kết tinh rồi mình phân loại được ha. phân loại được. Nhưng mà mình học mình biết. Ví dụ như đây là một cái tương kỵ giữa cái việc sử dụng cái midazolam ha. À, với cái ketamin khi mình kết hợp hai thuốc này lại với nhau ha, thì nó sẽ tạo ra những cái kết tổ phản ứng hóa học ha, tạo ra cái kết tổ xảy ra cho nên trên thực tế thì các bạn nếu như mà mình không có à, chưa có kiến thức tiên kỵ thì mình chỉ cần thì thường nhìn vô thì các bạn sẽ biết được đây là tương kỵ thôi đây là có hiện tượng tương kỵ và cái mục đích của mình là phải dò lại dò lại có vì sao có hiện tượng này ha dò lại vì sao có hiện tượng này đó thì có thể là à, trên thực tế luôn nha nếu như mình sử dụng những thuốc mà có hiện tượng này với nhau thường các bạn sẽ phải lên lên trên mạng các bạn tìm kiếm thông tin về cái này thì ở đó người ta mới nói rõ cơ chế khi mình biết được cơ chế thì mình mới có cái biện pháp xử lý phù hợp ví dụ tương kỵ xảy ra do thay đổi pH thì lúc đó mình mới là tìm kiếm cách xử lý là sử dụng một cái dung môi khác hoặc là sử dụng một cái 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 cách khác trong cái quá trình xử lý còn nếu trên các cái tài liệu cứu nó nói là đây là hiện tượng do phản ứng hóa học xảy ra À, thì khi đó mình sẽ có một cách là mình không phối hợp những cái thuốc này với nhau. À, cho nên trên thực tế nhìn vô thì chỉ biết được tương kỵ thôi chứ không biết được cơ chế. muốn biết được cơ chế các bạn phải lên trên các cái web xem người ta, à, cái web y học hoặc là trên những cái tài liệu về tương kỵ á. một chút cô sẽ giới thiệu các bạn các tài liệu để mình đọc. À, thì người ta sẽ giải thích được cái cơ chế và mình phải hiểu được cái tương kỵ này xảy ra theo cơ chế gì thì mình mới phải tìm cái cách xử lý nó tránh cái cơ chế đó. À. Rồi ha, đây là một cái phản ứng tương kỳ hóa học. Rồi ha, tương tự tương tự như vậy, ví dụ như ở đây cũng là một cái tương kỳ hóa học. Khi mà mình pha trộn chung hai cái thuốc gọi là proserpin, nghe quen không? Ha. À, đó là hoạt chất là cetriazone, cetriazone. Xài nhiều không các bạn? Xài cũng khá nhiều ha. Xê pha thế hệ thứ mấy? Hả? À? cephalosporin đúng không? Nhóm cephalosporin đúng không? Thế hệ thứ mấy? Thứ mấy về giáo dược lý coi lại. À, xài rất nhiều ha. Rồi, khi mà mình sử dụng cái cetriazone chung với ginger Lactate, ha. À, thì sẽ có hiện tượng đó là gây tủa và tắc mạch gây tủa và tắc mạch nha các bạn à, một cái phản ứng hóa học xảy ra à. thì các bạn thấy rằng thường cái hiện tượng này xảy ra khi mà chúng ta dùng chung hai cái nhóm à, dùng chung tiêm truyền những cái thuốc tiêm truyền này thứ nhất là truyền qua cái dây truyền hình chữ Y ha hoặc là trộn chung pha chung trong cái dung môi ha thì các bạn có biết là cái phản ứng hóa học này xảy ra chủ yếu cái cơ chế là gì không cơ chế của cái sếp triazone này với ringer lactate người ta thấy rằng xét triazone này ha mà khi pha với cái natri chloride tức là khi pha cái mà dạng dung môi là nước nước muối á natri chloride á chín phần ngàn á thì không có hiện tượng này nhưng mà với ringer lactate á thì lại có hiện tượng này nhiều lúc mình phải phân biệt giữa Ringer Lactate và cái dung môi Nitricloride nha các bạn. ha Như vậy Ringer Lactate và Nitricloride nó khác biệt ở cái thành phần nào? Có điện thoại đó mình cứ sợp đi trên mạng coi thử. Ha. Hai cái dung môi này hay xài không? Rất thường xuyên xài nha. Nha thành phần của Ringer Lactate là có những thành phần nào nó khác với natri Chloride ở cái thành phần nào ở phần nào à, em canxi si với gì Được rồi nè còn natri chloride thì có không? Natri chloride thì chủ yếu là là ion Na cộng với clo trừ thôi. Ha, không có những cái thành phần như bạn vừa nói là canxi ha. Như vậy bản chất của trong đây đó là nó do cái phản ứng giữa cetriazone với cái thành phần cái 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 ion canxi đó các bạn ha, trong cái hàng Ringer Laptop ha cho nên là à, mình nhớ ha để là hai cái dung môi nó khác nhau mặc dù là nghe nói cũng có vẻ như là cái dung môi dung môi à, nước muối ha, nhưng mà nó là khác nhau chứ không phải là giống nhau ha cho nên lý giải vì sao cetrizone pha được trong nitricoric nhưng không pha được trong vinegar lactat theo phản ứng hóa học với canxi ha. nó tạo ra cái tổ phản ứng tạo kết tổ với canxi ha. tạo ra một chất mới tính chất kết tổ Rồi các bạn nắm được hết đúng không? Cô Qua cái phần kế tiếp. Rồi, à, đây ha. Đây là một cái một cái tài liệu, một cái thông tin à, liên quan đến cái uh, thuốc tiêm là vancomycin. Vancomycin xài nhiều không? Rất là nhiều ha, rất là nhiều luôn. Ha. Và trên cái và cái vancomycin cái tài liệu nghiên cứu này người ta đã cho thấy rằng ha, một số cái hoạt chất thì nó sẽ xảy ra hiện tượng tương kỵ với vancomycin, ha, cho nên là à, trên tài liệu họ cũng đã có một số cái cảnh báo, ha, thì khi mà mình học về tương kỵ, mình biết nhiều tương kỵ thì trên thực tế mình sẽ sử dụng những cái kiến thức này để tránh, ha, mình tránh sử dụng chung với các hoạt chất này với nhau. Có bạn nào mình à, dịch thử cái phần Cách này được không? Phần quan trọng thôi. Tương kỵ, tương kỵ chính là gì? Đây là cái từ tiếng Anh của tương kỵ ha. Ha, tương kỵ chính. Tương kỵ chính đó là tương kỵ với những cái hoạt chất của nhóm. Đầu tiên là beta lactam, đúng không? Trong beta lactam đó người ta cho thấy rằng ví dụ như là temocillin, piperacillin hoặc là tazobactam, ceftazidime, imi bên em hoặc xếp và vân vân thì đây là những cái tương kỵ với vancomycin theo cái cái các cái nghiên cứu đã ghi nhận em, các bạn ha đó rồi ngoài ra thì còn có tương kỵ với moxifloxacin, moxifloxacin nhưng mà không có xảy ra tương kỵ với ciprofloxacin, aminoglycosid và macrolide ha. Cho nên những cái này là những cái kiến thức mà mình học mình nhớ chứ trên thực tế là các bạn nhìn một cái hiện tượng thì các bạn chỉ biết tương kỵ thôi chứ mình không biết là cơ chế như thế nào và những cái cơ chế những cái lý giải là hầu như sẽ được làm trong những cái phòng thí nghiệm hoặc đã có những cái nghiên cứu ha, những cái nghiên cứu trên một cái nhóm bệnh nhân ha. Đó thì đó là cái cách giúp cho các bạn có cái kiến thức về cái tương kỵ Ha. rồi ha thì cái này cô ví dụ thôi các bạn lên trên mạng các bạn gõ những cái từ như là star, ha, stability hoặc là compare ha compatibility ha thì những cái đó gọi là những cái mà về tính chất ổn định của thuốc hoặc là những cái tính chất mà tương hợp tương kỵ của thuốc ha đó, đó là những cái keyword giúp cho các bạn tìm về thông tin tương kỵ thuốc nhiều lúc mình phải gõ đúng cái keyword nó mới ra những cái bài báo này nha các bạn. Ha. Nếu mình gõ không có đúng thì thì nhiều lúc nó không có ra đủ. giống như là trong cái bệnh thận các bạn hay có từ là kidney đúng không? Hoặc là từ renal đúng không? Nó rất là nhiều, nhiều từ cũng nói về cái định nghĩa đó. Ha. đó. Cho nên là thường đây là những cái keyword sử dụng trong cái phần tương kỵ. Rồi, một số cái tương kỵ cần chú à, một số cái tương kỵ cần chú ý. Hồi nãy là từ cái bài báo đó ra ha thì cô đưa cho các bạn ha. Đây là cái slide các bạn học thuộc nha, các bạn học thuộc ha, học thuộc. Đó, từ cái bài báo này nè, đó cô chỉ cần liệt kê cho các bạn một số tương kỵ các bạn học. Thì những cái này là những cái thuốc mà hay sử dụng thực tế ở ở cái điều trị ở Việt Nam mình ha, ha. Như vậy vancomycin sẽ tránh sử dụng chung với Cep, Tazibim, với Cefibim, với Imipenem à. Ngoài ra thì những cái hoạt chất khác như là phenytoin hoặc van acid thì cũng tránh sử dụng chung với nhau. Phenytoin với là van là trong cái nhóm thuốc điều trị gì các bạn? Thuốc gì? nhìn cô đấu ra đâu coi lại bài penintoin in trong nhóm gì bác sĩ sắp ra trường rồi mà thiệt nhiều lắm các bạn về cái hoạt chất nhiều lắm ha nhiều lắm cho nên sau này các bạn học xong rồi mỗi các bạn sẽ định hướng cho đi mình đi một cái chuyên khoa đúng không thì mình làm ở cái chuyên khoa nào đó thì mình thường nắm chắc cái danh mục thuốc ở những cái chuyên khoa đó còn ví dụ như mình không có làm những cái chuyên khoa khác đôi lúc là các bạn cũng không có nắm được luôn đúng không ha à, đó à. rồi sợ trên internet đi xin in là gì nhóm này là nhóm gì like này học đi nhóm này nhóm gì Đúng rồi, đây là những cái uh, hạt chất nằm trong nhóm thuốc điều trị động kinh nha các bạn, nhóm thuốc điều trị động kinh ha. Đây các bạn lưu ý, một nhóm là kháng sinh và một nhóm là thuốc điều trị động kinh mà mình tránh kết hợp với vancomycin Thực ra là còn nhiều lắm ha, giống như slide nãy cô trình bày các bạn đó, nhưng mà mình giới hạn học để thi kiểm tra cái bài này, à cái slide này. Rồi và từ cái việc mà mình hiểu cái cơ chế của tương kỳ hóa học thì chúng ta sẽ có những cái cách phòng chống, ha? cách phòng tránh cái việc để tránh hiện tượng này xảy ra thì đầu tiên các bạn thấy mình sẽ có bốn phân loại đúng không? Phân loại là những tương kỳ hóa học dạng thủy phân, dạng oxy hóa, dạng khử và dạng quang phân như vậy những cái phản ứng mà nó xảy ra theo cơ chế là thủy phân thì để phòng tránh hiện tượng thủy phân xảy ra thì chúng ta sẽ có các xử lý như thế nào ha. Thì đầu tiên để tránh hiện tượng thủy phân xảy ra, chúng ta sẽ bảo quản thuốc trong những đồ chứa chất ẩm ha, hoặc là dùng những cái chất chống ẩm trong cái cái cái, cái hộp thuốc của mình ha. Cho nên các bạn thấy nhiều thuốc là người ta sẽ có cái cái gọi là những cái 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 chất chống ẩm ở trong cái à, cái hộp thuốc ha để tránh những cái hiện tượng à, thủy phân xảy ra những phản ứng thủy phân xảy ra ha do cái sự à, ẩm ở trong cái thuốc của mình. Ha. Cái thứ hai đó là phản ứng oxy hóa như vậy làm cách nào để mình tránh được cái hiện tượng oxy hóa xảy ra ha thì à, Oxy hóa là sự tiếp xúc với oxy đúng không? Ha. À, nếu thuốc mình nó tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài nó sẽ gây ra hiện tượng là bị oxy hóa. ha Thường thì những hợp thuốc này người ta sẽ những cái dạng thuốc mà nó dễ xảy ra phản ứng oxy hóa thì sẽ thứ nhất là sẽ đựng trong những cái hộp thuốc màu tránh cái sự tiếp xúc với cái môi trường ngoài. ha cái thứ hai là phải đẩy trong những cái lọ rất kín rất kính à, tức là mình trong cái khâu mà mình bảo quản rất kính để tránh cái hiện tượng oxy hóa xảy ra ha, đó. hoặc là đôi lúc mình pha chế cũng vậy mình pha chế trong môi trường mà rất là đặc biệt ha, các bạn rất đặc biệt tránh cái hiện tượng tác nhân à, oxy hóa xảy ra đó. rồi tương tự như vậy những cái phản ứng khử À, xảy ra ví dụ một cái chất a với chất b mà các bạn biết hai cái chất này có cái tính chất là ví dụ chất b là nó xảy ra cái nó có thể khử được cái chất chất a đúng không à, thì mình cũng tránh phối hợp những cái thuốc này với nhau ha. À, và tất cả những cái này là đều thông qua những cái nghiên cứu và những cái tài liệu đã được ghi nhận ở trong cái phần tương kỵ Ha, à, và hầu như tương kỵ mà biết được cơ chế cách xử lý là hầu như các bạn phải học qua cái phần lý thuyết hết ha. À học qua cái phần lý thuyết cho nên á có một cái 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 à, trong cái à, việc mà các bạn à, hướng dẫn cho các anh chị điều dưỡng người ta làm đó, thì người ta chỉ nắm được tới cái phần đó là ờ thấy có hiện tượng tương kỵ thôi còn cái về cách xử lý thì họ có làm được không họ làm được không các bạn à, thường họ sẽ hỏi lại ờ bác ơi bây giờ có hiện cái tượng kết tổ sủi bọt như vậy nè hiện tượng bọt khí vậy nè Vậy là mình sẽ xử lý sao thì đó là nhiệm vụ của các bạn. Nha, cái đó là nhiệm vụ của các bạn chứ à, điều dưỡng họ sẽ chủ yếu là làm những cái thao tác pha chế và phát hiện ra tương kỵ là chính nhưng cách xử trí thường là do mình sẽ là người hướng dẫn ha, hướng dẫn đó. Thì các bạn lưu ý. Rồi hiện tượng quang phân cũng vậy ha, hiện tượng quang phân là ánh sáng trực tiếp ha, ánh sáng trực tiếp chiếu vào cái thuốc của mình nó có thể làm làm thay đổi cái cấu trúc hóa học của thuốc ha cho nên trong cái cách phòng chống này nó cũng tương tự như cái việc đó là phản ứng oxy hóa ha tức là mình cũng sẽ phải sử dụng pha chế thuốc trong cái môi trường tránh ánh sáng hoặc là phải đựng những cái thuốc sau khi pha xong á trong cái gọi là cái hộp hổ phách mình biết cái 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 cái, cái dạng chai hổ phách không cái màu nó tối á cái chai tối màu á À, cái chai tối màu hầu như các bạn thấy những cái thuốc ví dụ như cái thuốc à, các cái dạng đơn giản thôi những cái dạng siro quá các bạn siro ho các bạn thấy không người ta đựng trong những cái chai màu đen chai hổ phách ha à, đó đó những cái chai đó là cái chai hổ phách của mình à. Nó không phải gọi màu màu đen mà nó hơi là vàng vàng à, vàng vàng nhưng rất là tối màu tránh à. ánh sáng rất tốt rồi như vậy trong cái tương kỳ hóa học này các bạn à, học cái phần à, cách phòng tránh từng loại cho cô nha, cái này rất là quan trọng nha. Đó ví dụ như là để tránh hiện tượng thủy phân, phản ứng oxy hóa, phản ứng quan phân thì mình sẽ dùng cái à, cách nào để mình xử trí ha, là mình sẽ phải học những cái nào dùng này. Rồi. Ngoài ra ha, ngoài ra một số cái tương kỵ khác cần chú ý ha, cần chú ý. Ví dụ như là đối với cái dạng mà tim tĩnh mạch hoặc là tim truyền có cái hoạt chất diazepam thì người ta nhận thấy là diazepam giống như nãy cô có trình bày một cái cái hình vẽ có diazepam á thì có thể bị kết tinh nếu mà mình pha loãng không phù hợp hoặc mình dùng cái dung môi không phù hợp ha. Như vậy hồi nãy mình nhớ là diazepam mà pha ở đâu có hiện tượng tủ kết tinh vậy các bạn? Để mình nhớ không? Có một cái hình diazepam á. Đó. đó là mình pha cái diazepam trong nước cất thì nó không phù hợp nha, không phù hợp. Cho nên à, người ta sẽ có một số cái cách để mình lưu ý đối với hợp chất diazepam ha. Thì à, mình sẽ à, tiêm truyền tĩnh mạch liên tục để tránh hiện tượng tương kỳ xảy ra mình sẽ à, có cái cách thứ nhất đó là mình sẽ pha loãng diazepam với dung dịch tiêm truyền là natri clorid, ha natri nó phải phù hợp với cái diazepam này ha hoặc là detro. Detro là dung dịch gì chứa thành phần là gì là gì em rồi luco 5% hoặc 10% ha À, và dùng ngay sau khi pha. Nói chung trong slide này thì các bạn nhớ là Diazepam nó sẽ phù hợp với dung môi là natri chlorid và dung dịch detro ha, à, à. Còn 5 trăm thì cái đó không cần nhớ ha, à, nhưng mà mình phải nhớ nó không phù hợp với nước cất. nha, đó à. Rồi, nếu như mà tim à, còn ở dưới thì này để cho các bạn biết thêm thôi. Nếu như mà tim à, tĩnh mạch Đó ha à, tiêm tĩnh mạch mà tiêm chậm thì một số trường hợp thì mình sẽ tiêm với cái nồng độ 1ml trong 1 ml trong một phút. thì cái phần sau để cho các bạn đọc mình biết thôi, mình biết cái cách mà sử dụng diazepam với cái dung như môi nào phù hợp và cái cách mà mình tiêm diazepam như thế nào để cho cái hiện tượng tương kỵ này nó không xảy ra. Đấy các bạn ha thì đây là cái slide mà để cho các bạn mình lưu ý trong quá trình sử dụng DAC3 Nhưng ở đây các bạn sẽ nhớ đó là cái dung môi phù hợp với nó Đó là cái gì? Natri hoặc là De 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 Chol. ha Detro Rồi Nãy giờ cô chia sẻ rất là nhiều thông tin về tương kỳ Như vậy những cái thông tin mà cô vừa chia sẻ với bạn Các bạn có thể tìm thấy ở đầu À, thì đây là ba cái tài liệu mà các bạn có thể tìm kiếm về cái thông tin về tương kỵ của thuốc thứ nhất là cái tài liệu gọi là intravenous medication đó là những cái mà à, về gọi là những cái thuốc tiêm những cái thông tin về hoạt tính của về cái tính chất của thuốc tiêm thuốc tiêm truyền thì trong đây nó sẽ nói rất là nhiều về tác dụng dược lý của thuốc rồi là trong đó có cả cái, cái phần tương tác thuốc tương kỵ thuốc đều nói ở trong cái phần thuốc tim này, trong cái cuốn sách thuốc tim này ha. Cho nên là cái này nó có file PDF nữa. Thì cái phiên bản năm nay là nó có mới rồi, tại cái hình này là do cô 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 chụp trên mạng ha. Nhưng mà bây giờ nó có thể có cái cuốn version 2018 à 19 rồi, mới rồi ha. Thì các bạn không biết là nó có cho bản quyền hay không ha thì à, các bạn thử lên trên mạng các bạn cứ gõ đúng cái tên này ha, và download cái file PDF đó về à. thì à, đối với những cái cuốn mà nó nằm ở cái version cũ thì thường nó sẽ cho các bạn free luôn ha. còn những cái version mới này thì thường nó phải à, trả phí một thời gian rồi sau đó nó mới vào cho mình free ha đó rồi đối với Việt Nam thì mình sẽ có cái cuốn của Bộ Y tế ha đó là dược thư quốc gia Việt Nam. Thì trong đây nói rất nhiều thông tin về thuốc và có những cái phần nó trình bày về cái phần tương kỵ của thuốc ở trong đây. Ha, trình bày về tương kỵ của thuốc. Hoặc là cái cuốn Vidan ha, Vidan, Vidan bây giờ nó cũng có cuốn mới rồi. Thường ở trong bệnh viện á các bạn đã từng thấy cuốn Vidan chưa? To không? To gần cả ngàn trang luôn á, ha. Đó. Đó. thường các hãng dược họ à, có thể gửi tặng cho bệnh viện rất là nhiều ha đó thì các bạn thấy đấy là những cái cái thông tin về thuốc thì trong đó nó có cái phần tương kỵ của thuốc nằm ở trong những cái thông tin này ha đó Rồi ha. Bây giờ mình sẽ à, hướng dẫn các bạn thêm một cách mà nhanh chóng hơn ha. Các bạn thấy là nãy giờ là trình bày cho các bạn về những cái cuốn sách đúng không? Cuốn sách cuốn sách nào thật ra cũng trên trăm trang hết các bạn. Đôi lúc là các bạn tìm kiếm ha hoặc là ngay cả nhiều lúc video hay gì đó không nó không có cái phiên bản online đâu nó sẽ có cái là cuốn sách giấy đôi lúc có bạn có bạn không ha cho nên với cái thời hiện đại 4.0 rồi mình sẽ sử dụng website để mình tìm kiếm. Thì cô giới thiệu cho các bạn một cái trang gọi là Starblix, ha. Thì trong cái trang này là cái trang mà kiểm tra tương kỵ của thuốc, trang kiểm tra tương kỵ của thuốc. Đâu bây giờ tất cả các bạn mình vào trong cái điện thoại của mình và mình mở thử cái trang này xem. Ha, mình rước sơ về một số cái chức năng ở trên cái trang này thử. ha Nó có cái uh, viết uh, theo cái ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt thì các bạn chọn cái tiếng Việt đi để cho các bạn đọc hiểu trước ha. Các bạn chứ là stabilize online ha. và mình thử tìm hiểu ha tìm hiểu một số chức năng ở trên đó luôn đi ha các bạn thử lướt thử trên một số chức năng và một hồi cô sẽ hướng dẫn bạn cái chức năng tìm kiếm cái cái phần cha tương kỵ của thuốc rồi các bạn thấy có nhiều thông tin ở trong trang này không nói về phần tư kỵ không à, rất là nhiều rất là nhiều à. rồi các bạn học online các bạn cũng à, sử dụng à, cái điện thoại của mình để mình vô cái trang web này luôn nha các bạn à, online ở nhà nha yeah. tại vì cái máy tính này các bạn không có xài được mạng internet nên là cô không có, có chiếu qua cho các bạn coi được thì các bạn nhìn trên cái slide cái này đâu có chuyển qua internet được đúng không em bạn thằng cái máy này nè rồi rồi, được rồi dạ 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 rồi ha thì à, tất cả các bạn à, đều thấy đúng không ha rồi thì à, cái mục mà mình để tìm ra những cái thông tin tương kỵ thì các bạn sẽ lít vào công mục này ha lít vào trong cái mục này ha thì cái này là mình sử dụng khi mà có quá nhiều cái hoạt chất xảy ra ha kết hợp với nhau ha hoặc là mình sẽ sử dụng ở cái mục này đây thì là cái một mình thường sử dụng nhất nếu như mà tiêm truyền bằng cái dụng cụ tiêm truyền chữ y nha các bạn ha đó là y sai nè đó là tra cái tương kỵ khi sử dụng bộ tiêm truyền à, hình chữ y là cái sử dụng phổ biến nhất ha rồi các bạn thử ha mình gõ vô giúp cô cái thuốc gọi ừ. là xếp triason xếp Rồi các bạn tìm được sếp ha. Rồi cái thuốc thứ hai đó là cái calcium gluconate là một cái hạt chất nằm trong cái ringer lactate hồi nãy của mình. Ha, à, ringer lactate nãy của mình có hai cái canxi ha. À. Sau khi bấm xong mình sẽ bấm nút cộng này nha các bạn. Sau đó mình sẽ thêm một cái Okay. Nói chung là đây là cái đuôi trong cấu trúc hóa học thôi, các bạn chọn cái nào cũng được ha. Được. Thì nếu đúng các bạn sẽ coi trong cái ringer laptop nó có cái canxi, cái đuôi hóa học của nó là acid hay là cái gluconate hay là corit hay gì đó thì các bạn sẽ lít đúng vào trong cái đó ha. Cái này là cô không nhớ rõ thì cô chọn một cái 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 muối bất kỳ của canxi ha. Được rồi sao nữa sao xong rồi mình làm gì nữa các bạn sao biết có tương kỵ hay không mình sẽ bấm nút à phần phim enjoy nó sẽ nhảy qua một cái trang khác ok rồi à, các bạn làm trực tiếp trên điện thoại của mình luôn nha để mình biết cái cách mình thực hành rồi có bạn nào giải thích cho cô thử là mình thấy cái cái gì xảy ra ở đây không Màu đỏ là cái gì, màu xám là cái gì? Vậy cái này có xảy ra phản ứng tương kỵ không vậy các bạn? Đúng không? Sao mình biết? Sao mình biết? Rồi màu đỏ, đúng không? Mình chiếu qua hàng dọc và mình chiếu qua cái 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 hàng dọc và hàng ngang đúng không? Màu đỏ này chiếu lên trên đây là hạt chất gì đấy? Nhìn trên cái điện thoại của các bạn, tại vì lúc cái này nó nhỏ quá. Đúng rồi, sẽ chia Rồi mình chiếu hàng ngang, nó là canxi, đúng không? Canxi gluconate ha. Giả sử mình chọn cái ô màu xám. Mình chiếu lên trên cái cái trục ngang ở trên là gì? Canxi gluconate đúng không? Rồi trục dọc cũng là canxi gluconate như vậy nó có tương kỵ không không ha à. cho nên cái màu đỏ là nó thể hiện cái sự tương kỳ của thuốc đối với nhau à ở dưới người ta cũng có giải thích đó các bạn ha à. các bạn đọc cái hàng nhỏ xíu ở dưới đó thấy không ha à. nhỏ dưới à, nó có giải thích cho mình cái này thì thường cô mở web cô cô thấy rõ còn đây nó phóng nhỏ quá ha à. Còn thực tế á nếu mà nó tương hợp á nó sẽ hiện một cái màu khác. Đố các bạn biết màu gì? Màu xanh nha. À, nó có tương hợp nữa. Cái này là gọi là tra cứu những cái tương kỵ tương hợp của thuốc luôn. Ha. À, Thì nếu như mà hai cái thuốc đó mà nó tương hợp với nhau nó sẽ hiện ra một màu xanh lá. Ha. À. Rồi các bạn hiểu được cái cách sử dụng cái trang web này ha. Cho nên nhiều lúc mình chỉ cần một phút 30 giây ha, Là mình đã có thể biết được nhanh cái đáp án Của cái việc kết hợp thuốc với nhau Rồi, cô có một cái bài tập nho nhỏ ha để cho các bạn thử hồi nãy là mình chỉ có hai thuốc thôi đúng không rồi bây giờ các bạn thử nếu mà mình sử dụng nhiều thuốc cùng một lúc thì những cái thuốc này nó có tương kỵ với nhau hay không à và các bạn sử dụng cái stabilis để mình tra cứu những cái thông tin này rồi có kết quả chưa các bạn rồi, à. rồi chắc cô mời một bạn mình thử à, mình lên sử dụng cái máy tính này và mình sẽ à, thực hiện cái cách mình làm trên cái website đó như thế nào à. có ai xưng phong không quá dễ và thi thì không dễ như vậy à. <laughs> cô nói vậy thôi chứ đi thi đấu được đem máy tính theo mấy bạn Làm sao mở cái trang web lên mà mình tra đúng không cho nên là thường cái này các bạn xài trong bệnh viện để trực tiếp ha đâu cho sử dụng điện thoại máy tính thì xài à. rồi mời bạn nam này đi ý chăm chú bấm quá trời quá đó <laughs> dễ quá mà không ra gì lên đi, đi em mạnh mẽ lên lên uh, làm cái bài tập này ok Dạ màu đỏ là tương kỵ, màu xanh là tương hợp Còn màu vàng là hình như là còn đang tranh cãi Mấy cái màu xám xám này là không có thông tin đúng không, cô Nãy em có coi slide Nãy em đọc slide cô vậy à, dạ, đúng rồi thấy không? dạ thấy rồi con đang ở gì <laughs>

cái này gì cái hợp giả lại đúng không rồi. không rồi cảm ơn em ha rồi đó là cái phần bạn mình vừa chia sẻ về cái cách tìm hiểu ra cái thông tin tương kỵ tương hợp rồi sử dụng cái trang web stabilis này để mình hiểu về về tính chất của những cái thuốc kết hợp chung với nhau ha cho nên là đây là một cái cách Cho nên là trước khi mà sử dụng thuốc pha tiêm truyền Thì cô nghĩ là các bạn nên check trước cái thông tin này Trước khi mình pha chung với nhau ha Ví dụ như là trong điều trị thực tế Bây giờ mình không có thể để là lãng phí thuốc được nha các bạn nhiều lúc ví dụ các bạn pha xong rồi thì xảy ra hiện tượng tương kỵ thì mình lại bỏ thuốc như vậy trước khi mình sử dụng thuốc thì mình cứ sử dụng cái bảng này mình tra coi có tương kỵ tương tác gì với nhau hay không rồi nếu như có tương kỵ thì mình sẽ không sử dụng chung, mình lựa một cái nhóm thuốc khác. Tóm lại mình sẽ check trước khi mà mình sử dụng. Ha. Rồi, rồi cảm ơn em ha. Rồi các bạn học online mình cũng hiểu đúng không? Nếu mà mình không hiểu gì mình có thể Online thì mình tương tác như thế nào với bạn? À, à, tức là các bạn có thể bật mic lên trao đổi đúng không? Rồi, ok. À, nếu mà các bạn học online mà mình không nắm được nào thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp ha. Rồi ha. Thì uh, trên thực tế nha các bạn, trên thực tế nha các bạn là các bạn sẽ ha. Uh, Ví dụ sau này mình chọn một cái chuyên khoa và mình làm ở cái chuyên khoa đó thì trong cái chuyên khoa đó lúc nào nó cũng sẽ có những cái hoạt chất thường sử dụng ở cái khoa đó. Thì thường ha, trong dược lâm sàng, các cái dược sĩ lâm sàng họ sẽ hướng dẫn mỗi một chuyên khoa người ta làm riêng một cái danh sách thuốc tương kỵ ha. Tức là ở khoa mình có khoảng 20 hoạt chất hay sử dụng chung với nhau, hay sử dụng tại khoa ha, dạng thuốc tiêm truyền thì các bạn cứ là mình vô cái bảng statistic này các bạn tạo ra một cái danh mục thuốc tương tác ha và mình có thể sau khi tạo xong các bạn có thể in màu in gì đó các bạn dán ở các khoa phòng ha thì sau này khi mà mình sử dụng thì mình cứ lại cái bảng poster đó mình nhìn mình thấy là hai cái thuốc này tương kỵ không xài nên mình không có sử dụng chung ha như vậy đây chỉ là bốn thuốc cô ví dụ thôi nhưng mà thực tế trong cái khoa của mình sẽ có rất là nhiều thuốc sử dụng thì cô nghĩ là các bạn nên tạo một cái danh mục tương kỵ thuốc tại khoa mình sử dụng nha tại khoa mình sử dụng luôn ừ. giống như vậy nè các bạn giống như à, giống như vậy nè ha Đây ha à, đây là một cái danh mục một, một cái bản tra cứu tương kỵ tương hợp của một bệnh viện hoặc một cái khoa phòng nào đó à đó nó rất là nhiều nhiều thuốc rồi nhiều màu các kiểu ha đó thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình tạo ra nó sẽ như vậy sau đó mình thiết kế lại đó. mình thiết kế lại cho nó nhìn nó đẹp mắt ha thì cái cột màu cột dọc và cột xéo nó là danh mục giống nhau hết dính giống, giống nhau hết nhưng mà khi mà các bạn tra trên Stabilis thì nó sẽ nó ra rất là nhiều cái cái ô tương kỵ hoặc tương hợp với nhau và mình tạo thành một cái bảng như vậy ở khoa mình ha, và giống như là một cái bảng gọi là bảng tra cứu gì đó ha, và mỗi lần mình xài thì mình sẽ tra cứu vô trong đây thì thường màu đỏ sẽ là cái phần mà tương tương kỵ của thuốc ha, tương kỵ của thuốc đó. đó và thực sự khi mà làm dược lâm sàng ở một số bệnh viện thì cô cũng là tạo nguyên cái danh sách này luôn các bạn tạo nguyên danh sách này luôn ha. còn danh sách bệnh viện thì nó hơi nhiều cho nên cô nghĩ là mỗi khoa phòng nên tự tạo một cái danh sách cho mình ha, để mình dễ quan sát cái hiện tượng đó Rồi, như vậy cô có một cái tình huống à, cho các bạn như vậy, ha. Ví dụ trên thực tế luôn, ví dụ như là mình sử dụng amikacin và cái dung dịch phê uh, amphotericin B ha, cùng một lần qua cổng truyền chữ Y thì có được hay không? Nếu mà trả lời nhanh thì các bạn xem thử là có thể trả lời uh, có thể sử dụng chung với nhau hay không? Có thể sử dụng chung với nhau hay không? cũng tương tự những cấp nãy thôi ha. Mình sẽ sử dụng Stabilic để mình tra cứu ha. Ngoài cái việc sử dụng Stabilic thì các bạn còn có thể sử dụng một cấp nữa đó là kiểm tra qua cái cuốn dược thư quốc gia ha, dược thư quốc gia ha. Thì dược thư quốc gia này các bạn có thể là lên trên cái trang web dược thư ha và nó cũng có những cái mục như vậy nó có thể hiện cả cái phần tương kỵ của thuốc. À, không thôi thì các bạn sẽ Download cái file PDF Tại vì cái này lúc nào nó cũng phải Phụ thuộc vào cái mạng của mình Online mình mới tra cứu được Còn nếu mình không có mạng online thì Mình không tra cứu được à, Nên nếu như mà à, cuốn dược thư này Có cái phiên bản PDF mà có, có free trên mạng Rất là nhiều các bạn cứ download trực tiếp về Download à, trực tiếp về gối đầu giường của dược sĩ luôn nha các bạn về thuốc luôn của tất cả mọi nhà luôn ừ. nhiều lắm ha. này năm 2018 cô mở thử nha bao nhiêu trang mấy bạn quá trời quá đất ít quá ừ. thường ví dụ như là các bạn muốn tìm một cái từ nào liên quan thì mình bấm cái gì bấm cái gì để tìm chữ liên quan khi hoặc liên quan trên file pdf mình trên app đúng không ví dụ mình muốn tìm thuốc gì mình gõ vô đây ha đó, ví dụ như là ampho tariffin b nói đây, chung là nó sẽ giúp mình tìm nhanh hơn thôi ha à. nó có rất là nhiều cái thông tin ha à, nhiều quá tariffin tariffin b có thuốc nó sẽ có để tương kỵ còn một số thuốc thì nó sẽ lòng cái tương kỵ trong cái tương tác ha nói chung cái này nó hơi thủ công một chút nhưng mà các bạn à, ví dụ một số thuốc nó sẽ có cái phần tương kỵ ở đây nè thấy không tương kỵ không à. đó thì đây cũng là một cái cách để mình tìm cái tương kỵ của cái hoạt chất đó ở trong cái dược thư à, nhưng mà nó hơi bị mất thời gian lên một chút ha nhưng mà cái thông tin ở đây nó sẽ rất là nhiều rất là nhiều và nó sẽ phù hợp với cái danh mục thuốc của Việt Nam mình nhiều hơn. À, còn Starblix thật ra cũng là một cái trang mà à, nó có nó 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 không biết là đầy đủ thuốc không thì cô không chưa chưa tìm hiểu hút cái danh mục trong cái Starblix ha. Nhưng mà cái dược thư này thì nó có rất là nhiều. À, nếu mình tìm không ra Starblix thì mình lật sách thôi ha, lật sách coi. cũng có một cái phần tương kỵ, à, tương kỵ. Nhưng mà thật ra thì một số cái 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 thông tin về tương kỵ ở trong cái thuốc ở trong cái dược thư này các bạn, họ sẽ để luôn cái cách xử lý nha. Yeah, sẽ có cái cách xử lý trong cái cuốn dược thư này luôn. Còn stabilix của mình nó hầu như mình chỉ biết được là có hoặc không có tương kỵ. Còn về cái cách xử lý thì hầu như stabilix mình sẽ không thể hiện về cái cách xử lý. Ha. nên là nếu mình muốn xài, thì muốn tìm hiểu về cái cách xử lý thì các bạn có thể đọc dược thư này, nó sẽ trình bày một số thuốc nó sẽ trình bày rõ ràng hơn. Ha. đó. ví dụ một số thuốc nó sẽ trình bày về cơ chế các kiểu trong đây luôn nha nó rất là rõ về cái cái phần thông tin của phần tương kỳ nha. Rồi, trong cái bảng à, tra cứu thì cô ở lại các bạn muốn tạo ra cái danh mục cho khoa mình á thì các bạn sẽ điền đầy đủ ở trên đây người ta có ghi là tên bệnh viện nè, tên các khoa phòng ha, thì cái khoa nào mình sẽ tiền những cái thông tin ở cái khoa đó vô ha, thì nó sẽ tạo ra một cái tơ, tạo ra một cái 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 đầy đủ luôn cho mình, ha. giống như đây một cái mà cô làm ha thì nó sẽ chạy ra luôn đây là bệnh viện a khoa ngoại thần kinh click lên nó ra luôn cho mình ha đây dạng là bản tương tác theo dây bộ dây chuyền theo chữ y ha là mình sẽ đánh luôn cái tên cái khoa của mình thì cái bản của mình nó sẽ ra là hoàn toàn là cái thông tin chỗ đó, thông tin cái khoa phòng đó luôn. Ha, nếu mình nhập đầy đủ cái thông tin vô, đó. Rồi một số cái mà mình lưu ý thêm nha các bạn ha, Đây là những cái trường hợp ngoại lệ ha. Như vậy là sau những cái phần hướng dẫn về thuốc Thì mình sẽ có cái trường hợp ngoại lệ Ngoại lệ này có nghĩa là nó cũng có những cái hiện tượng như tương kỵ Nhưng mà thật ra nó không phải là tương kỵ nha Và cái thường cái gì ngoại lệ là sẽ phải mình phải học, phải nhớ ha Rồi ví dụ như là à, khi sử dụng với cái kháng sinh imipenem Sliatin À, 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 hoặc là cái hạt chất là dubotamin ha. Tức là mình khi sử dụng à, hai cái à, thành phần này với nhau thì nó có thể làm đổi màu nhưng mà cái đổi màu này nó không làm thay đổi tác dụng dược lý gì của thuốc và không gây ra cái sự nguy hiểm cho bệnh nhân. ha, không làm mất đi sự tính an toàn của bệnh nhân. Cho nên nó không phải là một tương kỵ của thuốc nha các bạn nha và một thường một thời gian cái cái màu này nó sẽ từ từ trở lại cái màu ban đầu nha lúc đầu khi mà hai cái dung môi hoặc hai cái thuốc nó không phù hợp với nhau nó tương tác với nhau thì nó chỉ làm thay đổi về hình thái nhưng không thay đổi về tác dụng dược lý cũng như là gây ra những cái chất độc nha cho nên là về cái 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 sự thay đổi này nó người ta không được không liệt kê nó là một cái tương kỵ của thuốc nha À, ví dụ như mình pha xét cet, xét à, à, với cái dung môi, cái dung môi à, một cái dung môi thường, cái dung môi này chính là cái dung môi ở trong cái cái chỉ định luôn á. Tuy nhiên một số hãng thì người ta thấy rằng là có hiện tượng khí CO2 giải phóng ra. À, à, nhưng mà chỉ cần đợi một hai phút thì cái khí đó nó sẽ cái bọt khí nó sẽ biến mất hoàn toàn luôn. Ha. cho nên là đừng vội vàng kết luận đây là tương kỵ rồi bỏ cái ống thuốc đó nha các bạn ha cho nên là mình lưu ý những cái hiện tượng này người ta sẽ không liệt kê nó là tương kỵ ha tương kỵ cho nên là cô nói các bạn thường á mình khi mình pha xong mình cũng phải quan sát nha các bạn chứ mình đừng qua pha xong rồi mình đi mình bỏ không quan sát ha nó sẽ có những cái hiện tượng gọi là nó xảy ra chậm hoặc là sau đó nó sẽ biến mất vân vân ha thì lúc đó mình sẽ sau cái thời gian quan sát như vậy mình mới cái đủ cái bằng chứng mình kết luận có phải là tương kỵ hay không còn nếu như mà cái bọt khí nó tồn tại hoài nó không hết thì đương nhiên nó sẽ là cái tương kỵ hóa tương kỵ nó sinh ra cái 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 khí ha là khí này nó sẽ ảnh hưởng đến cái hậu quả tuy nhiên trong cái phản ứng này thì hầu như cái khí nó chỉ xuất hiện một vài phút đầu thôi nhưng mà sau đó sẽ biến mất hoàn toàn thì người ta sẽ thấy rằng là khi mà pha xếp trong cái dung môi của nó thì có cái CO2 nhưng mà nó sẽ không phải là cái tương tự của thuốc hoặc là người ta để cái thuốc chứa hạt chất xếp cip ciprofloxacin đó trong cái tủ lạnh để bảo quản đó, thì người ta lại thấy có hiện tượng kết tinh, nha kết tinh nhưng mà khi mà để ra ngoài cái sự kết tinh nó nó bắt đầu biến mất Ha. thì cái này người ta không gọi phải gọi là cái tương kỳ của thuốc ha. có thể là do thay đổi nhiệt độ nên nó dẫn đến kết tinh nhưng mình để ở bên ngoài một vài phút năm mười phút thì cái sự kết tinh này nó mất hoàn toàn ha như vậy những cái hiện tượng này thì người ta không liệt kê vào tương kỳ gây ra những ảnh hưởng nguy hiểm cho bệnh nhân Ha. và mình phải biết để mình hiểu mình đừng có gọi là mình quá gọi là lo lắng tự nhiên tôi bỏ xếp chi vô cái tủ lạnh bảo quản là lấy ra hay đục ngầu thôi dục nguyên cái chai đó ha. nếu như mình không học mình không hiểu thì chắc chắn sẽ là lãng phí phí thuốc nha các bạn ha. đó thì đây là một số ngoại lệ nó còn rất nhiều nhưng mà do trong cái thời gian có hạn mình chỉ học nhiêu đây cái ngoại lệ thôi ha những cái thuốc mà thường sử dụng Rồi và nếu như gặp một cái tương kỵ bất kỳ mà mình không biết thì sẽ có một cái biện pháp xử lý chung. Ha. À, thứ nhất đó là mình sẽ kiểm tra thử coi cái tương kỵ này xảy ra. À, mình có thể kiểm tra cái đường dùng. Ha. Mình sử dụng một cái đường dục khác. Ví dụ là mình sử dụng đang sử dụng là tiêm truyền theo cái dụng cụ là chữ Y. Ha. Bây giờ mình không sử dụng theo cái dụng cụ chữ Y nữa mà mình sẽ sử dụng bằng cách là gọi là hai cái bộ tiêm truyền khác nhau. Ha. Nếu như mà các bạn không biết cách xử lý như thế nào hoặc trên y văn người ta chưa có ghi nhiều thông tin thì mình sẽ áp dụng vào cái nguyên tắc xử lý chung này ha. Tức là mình sẽ lựa chọn ra những cái cách an toàn nhất, sử dụng một cái dạng đường dùng khác. Cái thứ hai đó là dùng thuốc ở những địa điểm tim khác nhau Nói chung là cái gì chung thì mình sẽ tách ra hết ha để cho tránh cái hiện tượng kết hợp thuốc với nhau gây ra tương tác ha và cái thứ ba đó là dùng thuốc khác nhau về thời gian, à, tức là sau khi dùng thuốc A một thời gian sau thì mình hãy tiêm truyền cái thuốc B, à, tức là kéo dài cái thời gian khoảng cách dùng thuốc thì đó là một cái cách để tránh cái sự tương tác thuốc với nhau, tương kỳ thuốc với nhau. À, nếu như chúng ta không biết được cách xử lý đặc biệt chung của từng thuốc, à, không phải thuốc nào trên y văn các bạn tìm cũng có cách xử lý đâu. À, nhiều lúc là mình áp dụng những nguyên tắc chung này ha để mình xử lý những cái trường hợp không được nêu rõ trên y văn à. rồi mình lưu ý ha tại vì cái à, à, một cái cách nữa đó là cẩn thận hơn thì mình nên rửa cái hệ thống truyền à, tĩnh mạch này bằng những cái dung môi trung tính trước khi mình truyền cái thuốc khác à. cái này Mặc dù là một cái thao tác rất đơn giản Nhưng hầu như nhiều lúc đôi lúc là mình không cẩn thận Ví dụ mình sử dụng cái bộ dây chuyền này xong rồi Có trường hợp này sử dụng lại cái bộ dây chuyền này không? Có hiện tượng này không? Có đúng không? Đâu phải truyền xong cái một thuốc đó rồi bỏ nguyên cái bộ đó Đúng không? Cho nên cái hiện tượng mà rửa lại cái bộ dây chuyền đó rất là quan trọng Để tiếp tục sử dụng trong một cái thuốc khác Yeah, các bạn mặc dù cái hào tác nó rất đơn giản nhưng nó là một cái hiệu quả để phòng tránh tương kỵ đối với cái vật liệu dây chuyền hoặc đối với những cái thuốc khác mình dùng trước đó ha thì đây là những cái nguyên tắc chung để giúp cho các bạn xử lý một cái tương kỳ xảy ra nếu mình không có những cái thông tin trên các y văn nhiều ha còn nếu như mà có thì mình cứ sợ trên dược thư có cái hướng dẫn hoặc là trên những cái trang trang cái cái trang như cô trình bày á tức là những cái nghiên cứu họ sẽ trình bày rất là kỹ về cái cách xử lý nha rồi ha như vậy thì cái phần tương kỵ của chúng ta ha mặc dù hai tiết nhưng mà cô nghĩ là đã truyền đạt cho bạn các bạn những cái mà gọi là hết sức là cần thiết ha thứ nhất đó là về cái khái niệm ha cái thứ hai là về cái cách tra cứu tương tác tương kỵ thuốc và mình sẽ sử dụng một là cái website đúng không stabilis hai là các bạn sử dụng dược thư hoặc là vidam ha chọn cái phiên bản mới nhất mà mình xài nha các bạn ha rồi cái thứ ba là từ cái đó các bạn sẽ áp dụng khi mà mình ngồi khi mà mình làm ở các khoa phòng bệnh viện thì các bạn nên tạo một cái danh mục tương kỵ thuốc cho khoa mình ha chứ mỗi lần chẳng lẽ xài thuốc nào phải lên mạng là lỡ khoa mình không có mạng rồi sao ha rồi cái cũng mất mạng luôn ha <laughs> cho nên là mình phải chuẩn bị hết những tài liệu này trước khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân và cuối cùng ha đó là một cái nguyên tắc chung Nếu như mình không tìm được những cái thông tin khác ghi nhận trên Vân Thì các bạn cứ sử dụng những cái nguyên tắc chung này để mình tránh những cái tương kỳ xảy ra Rồi được không các bạn? Ha. Rồi lớp mình có ai muốn hỏi thêm phần gì ở nội dung này nữa hay không? Quá dễ ha, tương kỳ là quá dễ ha rồi như vậy các bạn ghi lại cái email nha các bạn. Đây, cái email các bạn gửi email vào. Nào. trong đây cô sẽ gửi lại cái bài này cho mình